Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0865361321 và 0365365161 giúp em. Thì nhớ bên em là kẹo bên em là không kiểm, không xem hàng. Nếu anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ cho em đăng ký kênh. Một đăng ký kênh một nút chuông thông báo giúp em nhé. Một đăng ký kênh một nút chuông thông báo. Thì lưu ý bên em là kẹo bên em là không kiểm, không xem hàng. Đấy. Anh em tin tưởng anh em đặt hàng mà anh em không tin tưởng có thể đi shop khác. Đấy. Nhớ phải đăng ký kênh giúp em. Thì hôm nay em thanh lý một cái cây củi tầm trung thanh lý hộ khách, giá có giá chi tiết có hơn 3 đồng hoặc là 3 đồng hơn 3 đồng một tí, thì là có thể là mặc cả lên mặc cả xuống, ưu tiên những anh em ở miền Bắc nhé, ưu tiên anh em ở miền Bắc, tại vì thanh lý này thanh lý củi hộ khách đấy. Thứ nhất là cây cây này là cây khung, là khung có ruột tay cầm, tay cầm bằng gỗ nhá, là khung có ruột tay cầm, nó mẫu của 2020 đấy, khung có ruột tay cầm mẫu 2020, van clickpad đen đấy, kính BSA chống nhảy tâm, kính BSA chống nhảy tâm nhá đấy, bình nhôm cành Lutha Wiser đấy, thì là combo lại này, tất cả em bán cây này tặng theo kèm theo cả túi nữa, em bán hộ khách nhé, kèm theo cả túi nữa, condo văn thẳng kèm theo cả túi nữa, em bán là hơn 3 triệu đấy, chi tiết luôn cho anh em. Đấy, cây này nó rất chi là led đây, anh em nhìn xem cận cảnh nhé. Đấy, chi tiết cây này cho anh em. Đấy. Tặng kèm cho anh em cả túi. Nếu mà có thể là tặng kèm theo cả kẹo luôn cho anh em nhá. Đấy. Thì thanh lý cây này với giá là 3 triệu. Anh em nào nhanh tay thì đăng ký kênh. Đấy, giảm thanh 3 khúc nhá. Giảm thanh 3 khúc. Đấy, nó cây này nó hơi dài một tí nên là khách thanh lý bắn khoảng tầm bao cho các bác là 70m, 80m ăn lắp C2. Bao test luôn cho các bác là như thế nhá. Đấy, em bán kẹo thì không phải suy nghĩ rồi, em cứ gửi kẹo của em lên cho các bác là ok. Còn nếu mà anh em muốn mua nhu cầu mua kẹo thì có kẹo luôn cho anh em, phục vụ anh em. Đây là kẹo chế bên em. Kẹo này thì nếu mà em tặng anh em mua củi này em tặng kèm luôn cho anh em, có mỗi cây củi thôi, thanh lý luôn cho anh em gọi cho các bác. Đấy. Cái chất lượng đây thì anh em nhìn anh em biết chất lượng nó như thế nào. Đấy, ổn định đảm bảo luôn cho anh em nhé. Đấy, chất lượng khá là ok. Đấy, nói chung là kẹo này 10 viên nó như một, chất lượng như trên quảng cáo này. Đấy, nó quay chứ nói chung là quay như nào em gửi hàng cho bác như vậy, cam kết gửi hàng, đúng chất lượng luôn cho anh em. Số điện thoại em trên quảng cáo này, nhớ giúp em là không kiểm, không xem hàng. Đấy, còn cái cây củi này ưu tiên anh em miền Bắc nhé, ưu tiên anh em miền Bắc. Đấy. Đấy, kẹo thì có đầy đủ tất cả mẫu. Đấy, cảm ơn bác xem video, xin chào bác và hẹn gặp lại.